Chào mừng quý vị đã đến với bản tin nhanh của Cryptolit VN. Đây là Cryptolit VN và bạn đang nghe đọc báo cùng Cryptolit mỗi ngày. Cơ cấu hoạt động Proof of Work một lần nữa trở thành tâm điểm thảo luận của Nghị viện châu Âu. EU đã đưa ra điều khoản nhằm bắt buộc các loại tiền điện tử phải thay đổi cách thức hoạt động từ Proof of Work sang Proof of Stake nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực đến các nguồn năng lượng sạch. Tất cả đều nằm trong dự thảo của MICA và sẽ được mang ra bỏ phiếu trước Quốc hội vào thứ Hai. Dự thảo mới nhất về bộ khung pháp lý được đề xuất của Liên minh châu Âu cho việc quản lý tiền điện tử. Thị trường tài sản tiền điện tử có một điều khoản nhằm hạn chế việc sử dụng motif Proof of Work trong việc xác minh các khối. Proof of Work là cơ chế đồng thuận tiêu tốn nhiều năng lượng để làm nền tảng cho các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin và Ethereum hoạt động. Quá trình này đã bị giám sát chặt chẽ từ các nhà lập pháp ở EU vì những lo ngại về năng lượng. Một bản dự thảo trước đây trong khuôn khổ MICA từng có một điều khoản về việc cấm các dịch vụ tiền điện tử dựa trên cơ chế đồng thuận vì lo ngại các vấn đề môi trường bắt đầu từ tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, điều khoản này sau đó đã bị loại bỏ bởi phản ứng gay gắt từ cộng đồng tiền điện tử. Nghị sĩ EU phụ trách việc lên các nội dung pháp lý trong MICA, tiến sĩ Stefan Berger cho biết việc cấm các loại tiền điện tử sử dụng phương pháp Proof of Work đã bị phản đối nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Trong phiên bản dự thảo gần đây nhất, có một số điều luật nhằm hạn chế Proof of Work mặc dù không mạnh tay như trước. Trong đó có đề cập, tiền điện tử sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn bền vững về môi trường, giảm tối đa việc sử dụng cơ chế đồng thuận để xác thực các giao dịch. Tiền điện tử trước khi được phát hành cần có sự cho phép của liên minh. Nếu các đồng tiền điện tử sử dụng phương pháp cơ chế đồng thuận thông qua bằng chứng công việc ở quy mô nhỏ, sẽ không phải tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo tính ổn định và bền vững. Tuy nhiên, như thế nào để xác định là hoạt động quy mô nhỏ vẫn còn chưa có cơ sở. Dự luật mới cũng nói rằng, các đồng tiền điện tử hiện đang hoạt động thông qua cơ chế bằng chứng công việc tại EU sẽ phải có những kế hoạch tái thiết nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu có trong MICA. Nếu khung quy định tiền điện tử mới này không có chế tài nhằm cải thiện tình trạng môi trường trong thời gian tới, nó sẽ khó nhận được sự chấp thuận từ các nghị sĩ. Nhiều người tin rằng nếu một dự luật có tính răn đe hơn được đưa ra, nó có thể nhận nhiều sự ủng hộ. Mặc dù blockchain Ethereum đã có kế hoạch chuyển đổi từ bằng chứng công việc sang một cơ chế đồng thuận ít tiêu tốn năng lượng hơn được gọi là bằng chứng cổ phần, nhưng vẫn chưa rõ bằng cách nào Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất toàn cầu tính theo khối lượng giao dịch, có thể chuyển đổi từ bằng chứng công việc sang cơ chế mới. Mặc dù các thợ đào đang nỗ lực trong việc hạn chế sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch và chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo trong khai thác Bitcoin, nhưng ngành công nghiệp này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn năng lượng truyền thống. Đây có thể là một rào cản rất lớn cho Bitcoin trong thời gian tới nếu dự luật được thông qua. Cộng đồng tiền điện tử đã nhanh chóng phản ứng. Một số kêu gọi công dân ở EU liên hệ với các nghị sĩ của họ để phản đối biện pháp này. Ledger, một nhà cung cấp ví tiền điện tử, đã đưa ra một tuyên bố rằng các cá nhân và tổ chức nên được tự do lựa chọn công nghệ phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Các nhà hoạch định chính sách không nên áp đặt hoặc phân biệt đối xử nhằm tạo lợi thế cho một công nghệ cụ thể. Điều này gây lo ngại sâu sắc và tạo ra những hậu quả nghiêm trọng cho châu Âu. Pierre Poisson, một nhà lập pháp ở Paris và là thành viên của Ủy ban luật, đã có những chia sẻ vô cùng đanh thép trên Twitter. Ông đề cập đến tác động mà những quy định này sẽ tạo ra, gây ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của châu Âu trong hệ sinh thái tiền điện tử, vốn đang phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Quốc hội EU sẽ bỏ phiếu về dự thảo MICA sớm nhất vào ngày 14 tháng 3. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đọc báo cùng CryptolitVN, nâng cao kiến thức crypto.